Hi, Gia Hồng xin chào tất cả quý khán giả. Và hôm nay Gia Hồng Ngọc xin được trân trọng giới thiệu ngôi nhà thân thương của mình. Thực sự ngôi nhà này là món quà thứ hai mà Ngọc dành tặng cho gia đình cũng như là bản thân của mình sau những cái giờ làm việc rất là vất vả, cày cuốc. Và xin mời quý vị cùng theo dõi, đi theo chị Ngọc để mà theo dõi từng khu nhà nhé. Và đây là khu đầu tiên trong ngôi nhà Ngọc, như là một lời khẳng định khi bước vô nhà. Đây là nhà của nhà Ngọc. Đùa thôi, thực sự là Ngọc cũng chỉ mong muốn mình để một bức hình như vậy. Mỗi khi mình làm việc mệt mỏi về, mình nhận một bức hình mình thấy nó cũng có gì đó nó nhẹ nhàng. Và đó chính là mình, thì mình có nhiều động lực hơn thôi. Vì đây là một cái hình ảnh theo Ngọc, đó rất là nghệ thuật. Đây là khu đầu tiên. Còn xin mời tất cả các nhà hay cùng theo Ngọc đến cái khu thứ hai của nhà, đó là đèn được đặt một cái nơi cũng rất là sát vô nhà. Vậy để khi bước vào cái là mình biết được cái gì đó nó liên quan tới nghệ thuật, liền đó với âm nhạc. Thì với Ngọc thì có đàn như vậy, mặc dù còn không biết đàn nhiều đâu, chỉ là sơ và ba nốt thôi, nhưng mà cũng cảm giác chỉ có tiếng nhạc lên cả là mình cảm thấy lòng mình nó nhẹ hơn rất nhiều. Trang nghiêm của ngôi nhà Ngọc, vì ngay từ đầu cũng đã bàn tính với thiết kế nội thất bên Ngọc thì làm gì làm cũng phải để một cái khu thật là trang nghiêm dành cho bàn thờ của riêng và gia đình của Ngọc. Tại vì đối với Ngọc, khi có thờ Phật trong nhà thì lòng mình sẽ cảm giác rất là ấm áp, và khi mình có chuyện gì buồn thì mình cũng sẽ thắp và hấp nhang rồi khấn nguyện để mà cho mọi thứ được suôn sẻ hơn. Nên đây là một cái góc mà giúp Ngọc thư giãn được rất rất là nhiều thứ trong cuộc sống của chính mình. Còn tiếp theo đây là khu vực phòng ăn. Thì thực sự thì căn nhà của Ngọc thì chỉ bao gọn trọn khoảng 108m2 thôi, từ 108 đến 110m2 trong khoảng đó. Cho nên là Ngọc mong muốn được sắp xếp mọi thứ nó thật là phải, nó là hoàn hảo thì không phải, nhưng mà nó thật là vừa tầm nhìn mình nhất, để nó không bị quá chật và cũng vừa được những tất cả mọi thứ mà mình mong muốn đặt vào nhà của mình. Thì cái kiểu ngôi nhà thiết kế này á, thì lúc đầu là mang hơi hướng Ngọc muốn nó hơi hướng cổ điển châu Âu một chút, nhưng mà thường mà mọi người biết đó, châu Âu thì rất là mắc tiền, mà Ngọc qua thì chỉ có vừa đủ khả năng thôi. Tại vì khi mà mua ngôi nhà tích góp do số tiền của mình làm ra trong bao nhiêu năm thì Ngọc cũng chỉ có một khoản nhất định dành cho nội thất trong nhà, nên là Ngọc mới quyết định cùng với thiết kế nội thất là cũng vẫn sử dụng tông châu Âu, nhưng vẫn pha vào đó cái gì đó rất là hiện đại. Và từ khi hiện đại như vậy thì mình có thể pha trộn được, thì mọi thứ chi phí của mình nó sẽ giảm được tối đa. Cho nên là cái việc cũng thấy đó, Ngọc làm mọi thứ hoàn thiện nhất có thể với những khả năng của mình. Tông nhà là một cái tông vừa nâu trầm ấm áp, nhưng mà cũng có vừa gì đó rất là sáng lên để cho ngôi nhà nó không có bị buồn. Thì Ngọc để nguyên suy của chủ đầu tư của nhà, Ngọc cũng không có thay đổi gì nhiều. Tại vì Ngọc nghĩ rằng cứ để tông trắng như vậy thì nhìn nhà nó sẽ nhẹ nhàng và đỡ rối mắt hơn. Và Ngọc cũng tiết kiệm được một khoản ở đây để mà làm cái quầy bar, để hai cái ghế xinh xinh, để những lúc mà mình mệt mỏi hay là mình cần tiếp khách bạn bè đó đến nhà chơi thì cũng có một cái quầy rượu như đây đó. Thì Ngọc làm cũng rất là đơn giản thôi, để mà mình có thể ngồi đây uống một chút rượu vang, nghe nhạc gì đó cho rõ mình thanh thản hơn rất nhiều. Và đây là cái khu vực không gian bếp, đây là để chén đũa. Tiếp theo đây nữa thì là đựng những cái vật dụng trong nhà. Còn đây nữa là những nơi đựng đồ nêm gia vị. Tại vì thực sự Ngọc cũng một người rất là mê nấu ăn, luôn luôn thường thì nếu mà không đi hát nhiều thì sẽ vào bếp cùng với gia đình của mình, nhất là người mẹ thương yêu, để mà làm ra những bữa ăn ngon cho chính mình thích, cùng ăn với gia đình của mình. Và đến cái khu vực tiếp theo trong nhà, đó là khu vực phòng khách. Thì nó Ngọc cũng mong muốn nó trang trí nó đơn giản thôi. Cái màu ghế, màu sắc ghế nó cũng nằm trong cái khoảng là mình thích và mình mong muốn, đó là cái màu nó hơi xám xám, trắng trắng, nó không có bị như là bị quá hơn là cao sang, nhưng mà nó cũng có mang cái gì đó rất là gần gũi với mọi người. Cái không gian này là một cái không gian mà ba Ngọc từng karaoke với cái loa to này, và Ngọc thì cũng thường hay ca ké. Và đây là cái không gian TV thường ngồi coi. Cái không gian quan trọng nhất của phòng khách đó là không gian trưng cất của chính mình. Cái không gian này thì Ngọc cảm giác là mỗi lần mình bị áp lực gì trong công việc á, mình bị buồn,
rồi mình bị stress quá nặng về liên quan tới nghệ thuật, thì khi mình nhìn đến những chiếc cúp này thì đó là những cái mà mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, mình phải nỗ lực thật nhiều hơn để mà mình có thể đem được nhiều cúp về chân lên nữa vào những cái khoảng trống tiếp theo. Thì một vài giải thưởng, thì cái giải thưởng mà lớn nhất mà đầu tiên đó là Quán Quân Nhân Tố Hy vọng 2014 của X Factor, và cái giải thưởng tiếp theo sau đó một năm là giải vàng Hòa Âm Ánh Sáng The Remix. Đó là điều tất cả đều là mùa đầu tiên đó với Ngọc. Ngọc cũng may mắn khi mình là một trong những người tham gia mùa đầu tiên. Và giải thưởng thứ ba đó là Quán Quân Cặp Đôi Hoàn Hảo Trữ Tình và Bolero năm 2017. Thì đối với Ngọc đều là những khoảnh khắc rất là lớn. Còn cái cúp chung này đó là một cái cúp lưu niệm khi mà Ngọc tham gia Miss Universe Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Mình được một cái cúp lưu niệm là Performing Artist Giang Hồng Ngọc. Thì đối với Ngọc đó cũng là một niềm hạnh diệu rất lớn của một trong những nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Thì còn trước đó nữa thì vân vân hoặc rất là nhiều bằng khen khác nữa, nhưng mà không có tiện trưng ra nhiều vì nó là giấy của mười mấy năm trước thì nó không có trưng cúp như vậy. Nhưng mà đây là những cái khoảnh khắc mà gọi là thay đổi cả cuộc đời sự nghiệp âm nhạc của Ngọc, nên Ngọc muốn trưng diện nó lên để cho mình có nhiều động lực hơn nữa bước tiếp với nhạc. Và tiếp theo sau đây thì mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng đến với khu vực mà Ngọc rất là yêu quý trong ngôi nhà này, đó là chính là khu vực của riêng bản thân mình, vừa là phòng ngủ vừa là phòng thay đồ của chính mình. Thực sự Ngọc đến giờ Ngọc cũng hay ngủ với mẹ, nên là nói là căn nhà này thực chất là Ngọc làm một tích góp là để dành tặng cho hai người đứa xuất thân của mình là ba mẹ mình. Nhưng ba mẹ cũng cho ở ké, và cho ở ké rất nhiệt tình là dành nguyên một khoảng không gian cho cô con gái, tại vì biết con gái đi diễn cũng có những cần những cái khoảng không gian riêng để đồ diễn của mình, hoặc là trưng những cái mà mình yêu thích. Cho nên là ba mẹ rất là hiểu ý và dành tặng hết những không gian đặc biệt nhất cho con gái của mình. Mời quý vị hãy cùng theo dõi nha. Đây là không gian đồ diễn của Ngọc. Tất cả tập nằm trong này, còn có một số nằm ở dưới nữa, nhiều lắm nhưng mà Ngọc không có trưng ra đồ nhất cho cái không gian này. Đây là không gian đồ mặc bình thường. Thường hồi xưa là Ngọc sẽ mặc màu đen nhiều, bản thân cũng rất là thích màu đen, nhưng mà bây giờ thì càng ngày càng lớn rồi thì biết cách sử dụng hơn, đầy đủ màu sắc hơn để mình cũng cảm thấy cuộc sống này nó vui vẻ hơn, nó không có bị trầm buồn quá. Mà tấn công thì đó nha, chuyên gia mặc những cái màu đen u uất không được lắm, nhưng bây giờ thì đủ quần áo đã có màu sắc hơn, đầy đủ hơn, xanh nút vàng đỏ, có chút tụ tập để mà mình có thể thay đổi vào những cái tâm trạng của mình, làm cho mình được vui vẻ hơn. Đây là những bộ đồ mà Ngọc thường hay đi diễn ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Đây là những bộ đồ mà của những nhà thiết kế riêng, nhà dành tặng dành riêng cho Ngọc, làm cho Ngọc. Cái chuyện Ngọc thường mặc nhiều nhất trong tủ đồ này đó là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và Tăng Thành Công, là hai anh mà thường xuyên làm đồ cho Ngọc nhất. Kèm theo đó là anh Trung Thanh Phong nữa. Anh Trung Thanh Phong cũng là một người rất là thường xuyên làm đồ mặc cho Ngọc. Giày đi diễn có tới từng tận những màu sắc, giày đi diễn luôn, giày bata, rồi cả dầu thơm, nước hoa. Thực sự đây là trong bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên Ngọc có được một cái chốn không gian riêng để mình có thể trưng được hết món mình yêu thích và trưng được những cái thực sự là nằm trong sở thích của mình hết. Thì đây là đầu tiên mình được trưng diện ra rất nhiều như vậy. Và đến cái khu vực tiếp theo nó lại tiếp tục là giày. Thì Ngọc cũng là một người rất là mê giày và nước hoa. Giỏ thì sớm tham thỉnh thoảng thì không dám mê nhiều vì rất là đắt tiền, nên là chỉ mê cái gì mà mình có thể mua được trong khả năng của mình mà mua được nhiều thôi. Đây là khu vực giày vừa đi diễn vừa là đi chơi với bạn bè. Còn đây là khu vực giỏ sách, đều là những giỏ sách dòng giới hạn, nhưng mà Ngọc cũng phải cắn răng lắm trong những buổi diễn để có thể mua được nó. Tại vì đánh Ngọc khi mua một cái gì thì mình cũng rất là cân nhắc, tại vì để nó có thể mặc được rất nhiều đồ mà không bị lỗi mốt. Tại vì Ngọc không phải là người chạy theo thời thượng, chỉ thích là mua những cái gì nó thực sự là cổ điển của dòng đó để mình có thể mặc được rất nhiều đồ mà không cần phải thay đổi quá nhiều. Nói về chiếc giỏ mà Ngọc từng mua mắc nhất đó là chiếc giỏ này. Chiếc giỏ này thì nhiều kỷ niệm lắm, là mua tại Việt Nam, là khi vừa lãnh tiền show xong là lãnh tiền show với một cái hợp đồng rất lớn, thế là bỏ ra số tiền hơn 130 triệu
để mà tặng cho mình một chiếc giỏ này. Thực sự là cũng mình tự mua xong mình tự choáng luôn, và ba mẹ cũng choáng giùm, nhưng mà mẹ nói thôi thì con tự thưởng cho con, nhưng mà cái gì nó cũng phải có chừng mực. Từ đó Phí Ngọc nó nên như vậy, cho nên là tức từ ở đây đều là cái công sức lao động của mình mua nên, thì mặc dù nó không quá nhiều, nhưng mà đối với Ngọc đó là mỗi một chiếc giỏ nó có những cái kỷ niệm gắn bó với mình, đều có một cái nó liên quan đến một cái kỷ niệm nào đó mà đã qua rồi, mình tại sao mình có thể mua được nó, cho nên đối với Ngọc cũng rất là trân trọng nó. Còn trên cùng nữa thì như mọi người thấy đó là những chiếc nón, Ngọc cũng là một người rất là mê nón rộng vành, có nón rộng vành, có nón kết, có nón lưới và nón trên sân khấu đi diễn luôn, tức là tự nằm ở trên đó. Nên là Ngọc trưng dụng hết cái khoản này dành cho cái khu vực yêu thích của mình. Còn về giày thì thực sự đôi mắc nhất của Ngọc thì tầm 30 triệu, rẻ nhất tầm 300 ngàn, có luôn, coi như là kiểu nào cũng có. Như ở trong này thì quý vị có thể thấy Ngọc mua từ nước ngoài về thì Ngọc chỉ toàn là lựa những cái gì sale thôi. Mua sale thì giống như cái đôi này sale chỉ còn có 25 đồng thôi là phải 500 ngàn. Còn có những đôi tiếp theo đây chỉ có 15 đồng thôi thì 300 ngàn như Ngọc vừa nói. Nhưng mà nó là đều những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và nó cũng trưng dụng được mỗi lúc mọi nơi mà mình mong muốn. Và tới khu vực này thì cũng là một cái khu vực mà Ngọc rất là yêu mến. Như là đây là những cái dây chuỗi, những cái móc khóa áo, rồi những cái mắt kính, gương, đều là những sở thích nằm trong sở thích của Ngọc. Còn sở thích lớn nữa là sở thích son. Son thì ở đây chỉ mới là một nửa thôi, còn một nửa nó chưa ra hết, tại vì Ngọc cũng mới dọn về nhà ở chưa được đầy một tuần. Còn những khu vực trong này toàn là liên quan đến trang sức và đến công việc ca hát và các công việc đời thường của Ngọc. Thì khi mình cần cái gì đó thì mình mở ra nhanh chóng để mình sử dụng thôi. Và tiếp theo là cái không gian cuối cùng trong ngôi nhà, một cái không gian mà đối với Ngọc rất là đặc biệt, nó cũng không quá lớn đâu, nhưng mà đối với Ngọc đây là lớn nhất trong trong ngôi nhà mà trong 29 năm mà Ngọc có được. Bởi vì xem sơ qua đây là cái không gian phòng ngủ của Ngọc. Không gian phòng ngủ thì cũng đơn giản thôi, có giường, có nệm, có cả bàn trang điểm, và TV đặt ở đây, và hoa đặt ở đây là cũng có một mục đích là Ngọc muốn vừa khi nghe nhạc vừa cũng nhìn ngắm hoa khô như vậy, cảm giác mình được thư thái hơn rất nhiều, thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc của mình. Không gian ở đây thì tại vì Ngọc ở tầng cao cũng gần tầng hầu hết là 20 mấy lần, nên là Ngọc cũng có thể nhìn xa xuống hết với một cái thành phố, thì đối với Ngọc đó là một cái điều Ngọc cảm thấy là rất là đẹp. Thường thì những cái giấc này á, nắng vào như vậy thì Ngọc cũng rất là thích ngồi đọc sách, đọc những cái cuốn sách giúp ích cho bản thân mình, giúp ích cho cái kiến thức của mình ngày càng tốt hơn. Thì cái không gian này là một cái không gian vừa ngồi đọc sách, vừa nghe nhạc, vừa ngắm hoa cho chính bản thân mình, coi như là tự tìm cách thư giãn cho chính mình. Là Ngọc nghĩ rằng là hơn ai hết bản thân mình tìm thấy điều đó nó sẽ tốt nhất khi mà mình vào những lúc buồn bã nhất, mệt mỏi nhất. Thì đây là một cái không gian mà Ngọc thích nhất trong phòng ngủ. Ngôi nhà này thì không gian nào đó với Ngọc cũng có điều một cái điều đặc biệt riêng, và Ngọc cũng rất là thích thú, nhưng mà chắc có thể là gắn bó nhiều nhất trong ngôi nhà đó là cái phòng ngủ của mình. Tại vì ra vào lúc nào cũng phải là phòng ngủ, đi về cũng là vào phòng ngủ. Và không gian ngoài đó thì Ngọc cũng đang tập dần mình ra ngoài nhiều hơn, là vì nó có một cái không gian trang nghiêm là bàn thờ Phật. Thì hầu hết là những lúc buồn mình có thể ngồi nghe thiền, mình ngắm bàn thờ của mình, rồi có nhiều khi ra ngay không gian ban công nữa. Chắc chắn sau đây quý vị sẽ coi cái không gian ban công nhỏ nhắn của Ngọc thôi, nhìn nó rất là thư giãn và xinh xắn. Và xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng đến khu vực gọi là ở ngoài không gian phòng khách và phòng ăn nằm ngoài kia, đó là khu vực ban công nhỏ nhắn xinh xắn thôi, nhưng mà nó thực sự cũng thư giãn lắm, vì ngồi đây mình có thể ngắm cả toàn thành phố. Và những lúc mà mình đi đâu đó về thì Ngọc có thể ngồi cùng với mẹ, rồi bắt thêm cái ghế nữa ngồi cùng với ba mẹ của mình. Ngoài đây Ngọc còn để một cái phong thủy luân,
cái phong thủy lưng có hình Phật là để cho nghe tiếng suối róc ra róc rách thì như vậy thì cũng cảm giác nó thanh thản, thư giãn hơn rất là nhiều. Đây là một cái khu vực mà họ cũng rất là thích. Mỗi tối giờ này thì nắng lắm, mình không thể ra được, nhưng mà tầm 6:30-7 giờ tối thì bắt đầu mình sẽ đem trà rồi ra cho mọi thứ nắng nó nhả đi, mình có thể ngồi mình thưởng thức trà hoặc là chút gì đó rượu vang chẳng hạn, ngồi ngắm cả toàn thành phố là một cũng là một cái sở thích rất là hay.